Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Video trên YouTube của kênh truyền hình Nhân dân và truyền thông trong nước đưa tin rằng chỉ thị của ông Trọng được đưa ra trong cuộc họp của ban trên hôm 25 tháng 11. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa các vụ án, đặc biệt là vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVC vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank ra xét xử. Theo VN Express, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị cáo buộc tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC. Vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức đã gây ra nhiều sóng gió trong quan hệ Việt-Đức những tháng qua. Hồi tháng 9, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội, có đoạn: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế." VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không, và lại được gửi cho thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8 cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật.